lương hoàng sám giáo hội phật giáo việt nam dịch giả hòa thượng thích viên giác nhà xuất bản tôn giáo giọng đọc nguyễn tiến mạnh lời giới thiệu phàm là người sinh trong cõi dục này trừ các bực đã hoàn toàn giác ngộ thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây nên các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối thì tội lỗi mới được thanh tịnh phật dạy nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả các phật tử không một ai mà được giải thoát cũng như nếu không nhờ bộ lương hoàng sám này thì bà hy thị là hoàng hậu của vua Lương không làm sao thoát khỏi khổ nạn được. Vì thế nên bộ Lương hoàng xám này có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng. Cảm thấy sự phiên dịch của đại đức Thích Viên Giác rất dày công phu, nên tôi xin có vài lời giới thiệu đến toàn thể các Phật tử xa gần và hy vọng rằng bộ Lương hoàng xám này được phổ biến mười phương và sẽ đem lại sự lợi lạc chung cho tất cả. Nếu ai có tín tâm thực hành theo cẩn trí, hòa thượng, thích thiện hòa lời tựa tái bản Phật dạy trong tất cả các cách cúng dường, cúng dường chánh pháp là hơn hết kinh Hoa Nghiêm. Vậy thì tái bản bộ Lương Hoàng Sám này cũng không ngoài mục đích cúng dường chánh pháp. Kỳ tái bản này, ngoài việc đính chính các chỗ in sai, sửa lỗi lại lời văn cho thích đáng, chúng tôi còn cho in thêm nghi thức tụng Lương Hoàng Sám này bằng Hán văn phiên âm. Đồng thời, ở phần đầu và phần cuối mỗi quyển đều có những bài cung văn, bài hồi hướng, vân vân. Tóm lược ý nghĩa trong mỗi quyển. Các bài này cũng được dịch âm từ bản chữ Hán, thỉnh thoảng chúng tôi cũng tường thuật những điều cảm ứng do tụng lương hoàng xám này. Phật dạy, chúng ta nên sám cải quá hồi đầu với văn sám này để tự giải thoát tội khiên nhiều đời nhiều kiếp cho mình, cho người, cho bà con quyến thuộc mình và cho tất cả chúng sanh trong lục đạo khắp pháp giới mười phương. Nếu chúng sinh nào còn bị câu lưu trong ngục thất, cũng nhờ thần lực của sám pháp này được chư Phật, chư Bồ Tát, Phóng đại hào quang phá tan địa ngục, tiếp dẫn các hương hồn đau khổ ấy. Về đến đạo tràng này nghe chánh pháp hưởng thú tiêu diêu tụng đến các phẩm giải oan xuất ngục vân vân chúng ta cảm thấy tâm hồn thanh thoát vui tươi bấy giờ đối với chúng ta diêm vương vắng bóng đầu trâu mặt ngựa không còn la sát dạ xoa dầu sôi lửa bỏng vân vân chỉ là duy tâm tạo như huyễn như hóa có hay không đều do chúng ta cả nhưng nghĩ lại mà thương trên đường đời mấy ai đã sống theo giáo lý đức phật đã biết ăn năn phần nhiều họ chỉ nghe theo bản ngã tự kiêu tự đại chạy theo dục vọng si mê tạo ra nhiều tội lỗi oan khuất do đó mà trần gian này vẫn còn đau khổ mãi địa ngục cứ hành hạ hoài không thôi nếu chúng ta biết ăn năn cải ác tùng thiện làm phước làm duyên theo giáo lý tử bi thì đâu đến nỗi lầm than. Tóm lại, lương hoàng sám là linh đơn, diệu dược, pháp bảo vô giá, cứu chúng ta thoát khổ vĩnh viễn, ra khỏi luân hồi, sanh về tịnh độ. Chọn bộ 10 quyển, tụng hết một quyển là hướng lên một địa vị. Bồ Tát qua khỏi 10 địa vị này thì thành Phật. Chúng ta tụng hết 10 quyển này thì thấy tinh thần khoan khoái tâm hồn thánh thọ đời sống đầy an vui hạnh phúc người còn kẻ mất đều được lợi lạc oan hồn uổng tử chiến sĩ trận vong siêu xanh lạc quốc nhờ đó mà hoàng hậu hi thị của vua lương võ đế sau khi mới nghe tụng được năm quyền đã thoát thân rắn mãng xà lên trời làm thiên nữ công đức tụng lương hoàng sám vô lượng vô biên, văn từ hữu hạn, không thể diễn tả hết. Chúng tôi chỉ xin ghi lại đây vài nét chính, hầu mong giới thiệu cùng mời phương chư Phật có lòng ngưỡng mộ sám pháp. Chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện và hồi hướng công đức tái bản này cho tất cả người thấy, người nghe, người đọc tụng, người tùy hỷ, đồng được nhờ ơn tam bảo gia hộ tội nghiệp tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Phước thọ tăng long bồ đề kiên cố. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Dịch giả Hòa thượng Thích Viên Giác. Mùa hạ năm Bính Ngọ 1966 Phật lịch 2510. Thay lời tựa. Theo lời tựa trong chánh văn thì bộ lương hoàng sám này do Hòa Thượng Trí Công biên tập từ đời vua Lương Võ Đế bên Trung Quốc. Nguyên vua Lương Võ Đế có một hoàng hậu yêu quý nhất là Hy Thị. Vì được vua yêu quý nên lòng đố kỵ của bà ngày càng lên cao. Hy Thị ganh tỉ các cung phi, độc ác với mọi người và hủy báng tam bảo trong chiều ngoài quận, ai cũng biết bà Hi Thị là một quái phi. Sau bà nhóm bệnh nặng, các lương y đều thúc thủ. Bà phải từ trần, một hôm vào lúc đêm khuya, đang ngồi trong cung tịch mịch. Vua lương võ đế nghe có tiếng người kêu van thảm thiết. Dưới ừ. ánh đèn mờ, vua lương võ đế lạnh cả người, muốn chạy trốn nhưng không được. Vua bèn lên tiếng hỏi. Người là ai mà đêm khuya thanh vắng nghiêm mật thế này lại vào đây được hoàng đế ơi thiếp đây chính là hi thị vì quá độc ác nên chết rồi tiếp phải đọa làm rắn mãng xà ngày đêm đau khổ thân thể tanh hôi vì vậy đều bị sâu trùng xúc rỉa tức nhối không thể chịu được nhớ lại tình cảm sâu sắc xưa nên thiếp đến đây mong chờ hoàng đế tìm phương cứu thiếp nói rồi biến mất. Nghe xong, vua lương võ đế như thoát cơn ác mộng và lòng đau như dao cắt. Hôm sau khi lâm chiều, vua kể lại chuyện ấy cho báo quan nghe để tìm phương cứu vớt hy thị. Trong số các quan, có người đề nghị, xin cung thỉnh hòa thượng, trí công lo việc này. Vua lương võ đế chấp thuận, hòa thượng trí công là một cao tăng đắc đạo đương thời thể theo lời thỉnh cầu của nhà vua, Ngài liền triệu tập các danh tăng soạn ra sám pháp này và lập đàn tràng làm lễ sám hối cho Hoàng hậu Hy Thị. Nhà vua trí tâm thân hành lễ bái. Vài hôm đầu, người ta nghe có mùi hương lạ, thơm nức, ngạt ngào khắp cả đạo tràng. Lễ tụng đến quyển thứ năm, ngay tại chỗ, trên không trung, vua lương võ đế nghe có tiếng của Hy Thị bà hiện thân thiên nữ đẹp đẽ, nói tiếng người, tỏ lòng cảm ơn hòa thượng và hoàng đế. Hy thị cho biết bà đã thoát nạn và đã sanh lên đao lợi thiên cung nhờ công đức sám hối. Từ đó sám pháp này được truyền tụng khắp nơi rất thịnh hành. Bản chánh bằng hán văn trọn bộ mời quyển. Danh hiệu Phật và lời sám đều rút trong tam tạng thánh giáo đại thừa năm 1948 đến 1950, Bồ Tát, Giới Tuệ Nhuận và một số đạo hữu khá đông ở Bắc Việt đã dịch ra âm Việt Văn thành hai tập. Năm 1952, lúc còn tu học ở Phật Học Viện Báo Quốc, Huế, tôi bắt đầu dịch nghĩa bộ này ra tiếng Việt, đến nay mới đủ cơ duyên xuất bản. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này, hầu mong đền đáp lại bốn ơn muôn một và cứu giúp muôn loài phần nào. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này, hầu mong giúp hàng sơ cơ một phương pháp tu hành giản dị để cải ác tùng thiện, để đi Tây phương về lạc quốc. Tôi xin nhờ công đức phiên dịch này làm cho người tu hành ngày càng tinh tiến, nghiệp chướng chóng tiêu trừ, thân tâm thường an lạc và sở cầu được như nguyện tôi cũng xin cầu nguyện cho tất cả người thấy, người nghe, người hủy bán, người tùy hỷ đều được lợi lạc, thoát khổ não và nguyện xin cho tất cả chúng sinh xả ly tà kiến, biết sám hối.